Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay thì đơn vị thi công của bên mình đã thi công hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao cho một căn biệt thự 2 tầng mái Nhật cho anh Tuyển. Thì hiện tại thì căn biệt thự cũng đã xong với khối lượng dự kiến khoảng độ thì anh em vừa đo đạc khoảng độ 140m2. Thì căn biệt thự này là căn biệt thự 2 tầng nhé. 2 tầng nhưng mà lóc là hai lóc mà hình chữ L đồng lóc. Và có cái mái diềm, mái phụ ở mái ở tầng 2. Ê, tí nữa mình sẽ quay video chi tiết để các bạn tiện theo dõi nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên cái mái diềm tầng 2 này. Tầng 2 này anh em thợ bên mình đã thi công xong. Thì ở đây mái diềm tầng 2 này nó sẽ được thiết kế và thi công tùy theo cái mặt bằng của từng nhà. Thì ở đây với cái độ rộng của chủ nhà đang bố trí thì ở đây thì bọn mình đang bố trí được hai hàng ngói rưỡi nhá. Đây là một viên này, một hàng này, đây là hai hàng này. Hàng thứ ba này thì nó hơi ngắn một chút thì anh em đã phải xử lý được cắt cái đầu viên ngói đi để làm sao cho có cái. Chứ nếu mà bây giờ mình làm hai hàng ngói thì chỉ làm hai hàng ngói thôi, sau đó lợp viên nó nóc lên thì là cứ ngói nó hơi dài, nó không đảm bảo về khả năng chống dột. Thế còn đi ba hàng ngói thì mật độ ngói hơi dày. Đó thì ở đây gia chủ cũng góp ý và bên thợ mình cũng đã triển khai thi công là quyết định thi công là hai hàng rưỡi, một hàng, hai hàng và thêm nửa hàng nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây, một hàng, hai hàng và nửa hàng nữa đây. Cái này nó tùy từng nhà nhé bạn nhé. Tùy từng nhà, ví dụ trường hợp cái độ rộng, cái văng đổ rộng hơn một chút nữa thì mình có thể để ba hàng nguyên thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đây là hàng trên cùng là xử lý cái viên nón lóc. Cho viên nón lóc này vào thì cái chi phí mua ngói, tốn về đầu tư về ngói nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên rằng là nó về mặt thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, một hàng ngói, hai hàng ngói, một nửa hàng ngói chính nữa. Tiếp theo là hàng nón lóc. Trên hàng nón lóc này thì anh em bên mình thi công có bắn vít và xương. Về vị trí tiếp giáp giữa tường và mái ngói thì là sẽ chèn vữa và quét sơn nhé. Quét sơn của cái sơn ngói này nó sẽ cùng màu ngói luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là sơn này, sơn ngói nhé. Sơn của hãng ngói sẽ cung cấp, ngói công trình này sử dụng là ngói Fuji. Đó. Ở đây thì hơi ngược sáng thì mình nhìn không rõ nhưng các bạn nhìn thấy đây. Lập ngói rất là chuẩn này. Hàng chân ngói nó sẽ chạy song song và khoảng cách đều với lại cái mép bê tông chát. Đó, bạn nhìn thấy không? Rồi cái viên quây mái bên kia kìa, rồi cái viên quây mái này. Đây là viên quây mái này, nó sẽ ôm sát hai bên ngói chính lợp nhé. Đó, làm chuẩn nó sẽ là đẹp như vậy. Vừa rồi thì mình đã quay một vài cái hình ảnh trong quá trình nghiệm thu bàn giao và hoàn thiện cái công trình 2 tầng mái Nhật tại Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn nút like giúp mình nhé. Hoặc là các bạn cũng mong muốn có một cái căn nhà đẹp với một mái ngói đẹp và có một đội thi công mái ngói chuyên nghiệp thì các bạn có thể liên hệ với mình thông qua cái số điện thoại hotline của bên mình ở đây. Hoặc là các bạn có thể để lại số điện thoại thì bộ phận chăm sóc khách hàng của bên mình sẽ liên hệ để mà có thể hai bên mình và các bạn có thể là trao đổi tư vấn và đưa ra một giải pháp tốt nhất cho các bạn trong quá trình thi công cũng như là hoàn thiện cái công trình trong ngôi nhà của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.